tôi là Vinh. Sau đây mình sẽ tiếp tục review cho anh em một con cua lộng của hãng Inco. Con này là hàng heavy duty dành cho anh em sử dụng công nghiệp, gia đình hoặc là anh em sử dụng xưởng luôn. Quá ok cho một cái máy cua lộng 800W có thể cắt được gỗ 135mm. Đây là hàng Trung Quốc, sản xuất tại Trung Quốc và bảo hành 6 tháng. Con này có gì đặc biệt? Vô. Đây. À, đây cái hộp của chúng ta. Con này không đựng trong hộp hộp BCC là hộp hộp nhựa, mà nó chỉ đựng trong hộp giấy thôi. Tại vì cái nhu cầu của nó hướng đến là những cái người mà sử dụng á, là người ta không có cần cái đó. Đó. Anh em sẽ thấy. À dạ, máy rất là nặng luôn. Cái máy nặng sẽ rất là có lợi cho anh em trong cái việc chúng ta cắt tại dưới sau. Tại nó sẽ rất là đầm, nó không bị sốc. À, nhiều anh em thích máy nhẹ nhẹ thì chúng ta sẽ cắt nó sẽ rất là dễ bị sốc, đặc biệt là khi cắt gỗ cứng. Đây cái máy của chúng ta, anh em thấy nhìn thiết kế cực kỳ cứng cáp, các chi tiết hoàn thiện rất là tốt. À, thật sự đó là những cái điều mà mình phải khen những cái hàng của Trung Quốc. Ờ, người ta sản xuất là chị, nếu mà mình nói hàng Trung Quốc nó sản xuất tệ thì cái nào tệ mình sẽ nói tệ, còn cái nào nó ok mình sẽ nói nó ok. Anh em thấy những cái chi tiết đường ráp thiết kế rất là hoàn thiện luôn đó. Có những chỗ này nhìn thấy nó không có chỉnh chu lắm thôi, chứ nhưng mà như vậy là quá ok rồi. À, mâm là mâm nhôm. Mâm nhôm ba cái chế độ. Nguyên cái phần nhôm phía trên này nó là bằng nhôm để nó chịu cái lực, tại vì cái phần này á, là cái phần sẽ chịu tải nhiều nhất. Cái nhôm trục đó trong đây nó sẽ hoạt động trong đây nè. Nên nó thiết kế dòng này là dòng industrial, dòng công nghiệp, tức là nó phải làm cho chỗ này cứng hơn để chịu tải tốt hơn. Con này thì nó vẫn sử dụng cái nhôm tròn. À, hồi xưa là sử dụng cái nhôm chữ nhật, bây giờ nó chuyển qua nhôm tròn. Nhưng mà cái nhôm tròn này á, có một cái điều mà mình vẫn không thích là cái mối hàn nhìn quá thô. À, nếu mà cái này nó sử dụng mà cái chốt tự động nữa thì quá tuyệt vời, kèm thêm cái đèn nữa. Thật ra đây nó cũng có thiết kế cái lỗ để đèn rồi, nhưng mà mình nghĩ cái phiên bản này giá rẻ nên nó không có bỏ đèn vô. À, con này có chỉnh tốc độ 6 cấp tốc độ khác nhau và 3 chế độ đá lưỡi kèm theo một cái ống để chúng ta có thể hút bụi. Quá ngon, quá tuyệt vời luôn. 800W. À, tốc độ không tải từ 800 vòng đến 3100 vòng trên phút. Con này so với con 650W thì nó sẽ tốc độ nó sẽ cao hơn, lực nó sẽ lớn hơn và nó cắt được gỗ 135mm. Nhưng mà ít khi nào chúng ta kiếm được cái lưỡi cơ lộng nó dài vậy đó. Lưỡi cơ lộng hượng dài trên thị trường chỉ có 10 thôi. Thì nó tặng kèm cho mình thêm là 5 cái lưỡi cưa gỗ cộng thêm 2 cái chổi thang. Phía có hướng dẫn sách bảo hành đầy đủ hết. Một cái cử cưa và một cái con lục giác để chúng ta có thể mở những cái con lục giác này. Con này lục giác lớn nha, cái dòng 800W này nó sử dụng một cái con lục giác lớn hơn cái dòng 650W. 650W sử dụng cái lục giác khoảng lục giác 4 thôi, cái này sử dụng lục giác 5. Đó, quá ok. Cái lục giác đó để em mở dưới này để anh em lấy cái nghiêng cái mâm. À, cái mâm này nếu làm theo cái chế mâm nghiêng tự động nữa thì tuyệt vời. Nếu mà so sánh con này với con của hãng Stanley thì con này công suất cao hơn, cứng cáp hơn. Nhưng nói về độ tiện dụng thì thật sự cái con của hãng Inco này nó không bằng cái con của hãng Stanley. Con này Stanley vừa có đèn, có đá lưỡi, cũng có đa tốc độ, cũng có gì nữa ta. Cái mâm nó thể xoay rất là nhanh theo cơ chế cần gạt, rất là tuyệt vời. Mà giá khoảng 1,5 triệu mấy thôi. Con này giá của nó đã tới 1.472.000, gần 1,5 triệu rồi. Đó là nếu mà hai lựa chọn, hai option, thì nếu mà anh em ưu tiên về công suất thì đây là lựa chọn cho mình. Còn nếu anh em ưu tiên về độ tiện dụng, về thương hiệu thì Stanley vẫn là một lựa chọn tốt hơn. Quá ok ha, quá rõ ràng. Còn nếu ok nữa anh em có thể lựa chọn con DeWatt, nhưng mà nếu DeWatt mà anh em chọn DeWatt giống cái mẫu của Stanley á, thì nó thật sự nó cũng không khác nhiều đâu. Anh em nên chọn cái con DeWatt 2,5 triệu luôn. À, còn không nữa anh em có thể mua Makita đó, thì nó sẽ là một phân khúc cao hơn. Nhưng mà nói về nếu mà Makita trong cùng một cái công sức như thế này, thật sự là giá con này quá rẻ so với Makita luôn. Makita nếu con này giá tầm phải gấp đôi này, con này nó chỉ có 1.472.000 mà công suất tới 800W, cực kỳ cứng cáp. Anh em thấy cái thiết kế của nó thôi là anh em thấy quá ghiền. À, thật sự là nếu mà nhu cầu gia đình sử dụng hoặc xưởng mấy cái xưởng mộc rồi đó, anh em xài con này quá ok. Cần chi mà đi ba mua con Ryobi, Yojito nữa, anh em cắt vài bữa nó cũng bỏ. À, à, con này cứng cáp cực kỳ, bảo hành 6 tháng chính hãng luôn, phụ kiện thay thế dễ dàng, anh em có hư hỏng bảo hành trong một nút nhạc đó. Đó là những cái ưu điểm của những cái dòng này. Bây giờ mình sẽ chạy máy cho anh em xem. Con này á, nó khỏe lắm, 800W chạy ầm ầm. Đây, chỉnh tốc nè, chỉnh tốc độ ha.
tá lưỡi nè, em thấy đá lưỡi không, nó nhịp 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 không đó. À con này có một cái điểm nó không bằng cái con của hãng Stanley, đó là con Stanley cài lưỡi tự động, tức nghĩa là anh em cài lưỡi anh em chỉ cần gạt cái cần qua anh em gạt nhét vô thôi. Con này thì chúng ta vẫn sử dụng cơ chế lục giác, nhưng mà mỗi cái nó có ưu khuyết điểm. Cái kiểu này thì nó lâu, nhưng được một cái là nó hư dễ sửa. À, và nó rất là khó hư, tại vì nó dùng cái con lục giác từ khi anh em dặn quá tay thì nó hư cái rang, thì anh em có thể đi lại taro rang lại. Còn cái con kia mà hư rồi thì chỉ đi thay thôi, không có cách nào khác đó, mà thay cái đó thì thật sự cũng không phải dễ. À, nên là ưu khuyết điểm, càng hiện đại thì nó sẽ hư là khó sửa, mà nó càng cổ điển á thì hư là dễ sửa. Con này cái phần đảo lưỡi của nó cũng rất là cứng cáp, to, rõ, bự. Đây anh em xem, cái cần đảo lưỡi của nó là nó ngon hơn của Stanley đó. Đây cái phần này nè, cái phần đảo này nè. Đây, anh em thấy cái cần lõ này to, dày, được dính trên cái phần khung này là khung nhôm, nên là nó cũng rất là cứng cáp. Thằng Stanley cũng là khung nhôm ha, Stanley cái phần này cũng là khung nhôm, nhưng mà cái phần của Stanley, cái phần đỏ lưỡi này nó mỏng hơn của con Inco. Rồi, nếu anh em thật sự muốn mua sản phẩm này thì hãy vào website của mình, đánh cái mã là gì? Mã của nó là GS80068. Đây, cho anh em coi trên đây nó dễ xem hơn. Đó, GS80068. Cho anh em lên mạng tìm thoải mái ha, chắc chắn sẽ có những nơi bán rẻ hơn mình, thì tùy anh em thích mua đâu mua. Mình đã có nhiệm vụ là review và đưa thông tin cho anh em, còn lựa chọn là ở anh em. Nếu anh em muốn ủng hộ Store là Mộc thì hãy đến địa chỉ là 234 Bình Thới, phường 10, quận 11, thành phố Hồ Chí Minh, hoặc vào website storelamoc.vn. Đừng quên đăng ký kênh cho mình, chia sẻ video này, like trên fanpage, follow trên fanpage để không bỏ lỡ tất cả những thông tin hữu ích tại Store là Mộc. Thời gian làm việc và địa chỉ anh em hãy xem ở trên. Tôi là Vinh, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.